Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã phối hợp với Ủy ban Bầu cử thị xã tổ chức hội nghị trực tuyến để người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp xúc, vận động bầu cử với cử tri các xã phường tại các điểm cầu. Chuyên mục chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, phường Tân Dân, Xuân Lâm và Hải Hà đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử. Công an thị xã Nghi Sơn giúp bé trai đi lạc hơn 100 km tìm lại người thân. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 3, gồm các huyện Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống, Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 3 gồm các ông bà Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Lê Thị Nguyên, Phó trưởng Ban xây dựng Tổ chức Hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, Vi Thanh Hương, huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Sự hội nghị có ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cử tri dự tại điểm cầu các huyện Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống, Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn. Dự tại điểm cầu thị xã Nghi Sơn có các ông Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Trương Bà Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, đại diện Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và lãnh đạo các xã phường trên địa bàn thị xã. Tại hội nghị tiếp xúc vận động bầu cử, sau khi đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trình bày giới thiệu tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, các ứng cử viên đã trình bày với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội. Các ứng cử viên đều bày tỏ mong muốn được cử tri tin tưởng, ủng hộ và nếu trúng cử, đại biểu Quốc hội khóa 15 sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thường xuyên liên hệ chặt chẽ, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết, gần gũi, sâu sát với cử tri, nhất là ở những địa phương nơi mình ứng cử, trở thành cầu nối giữa cử tri, nhân dân với Quốc hội và các cơ quan hữu quan. Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri các huyện Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống, Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn đề xuất kiến nghị các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 quan tâm đề nghị với Chính phủ, Quốc hội hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng vùng miền núi dân tộc, quan tâm giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất, có phương án tổng thể giải quyết vấn đề thiếu giáo viên, quan tâm nhiều hơn nữa những vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là các vùng miền núi đặc biệt khó khăn, có cơ chế hỗ trợ các xã vùng khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới. Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Thanh Hóa, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trân trọng cảm ơn và ghi nhận những tình cảm của cử tri dành cho ứng cử viên, đồng thời thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và nhấn mạnh, ngày 23 tháng 5 tới đây, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình khi đi bỏ phiếu bầu ra các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng của đất nước, việc hệ trọng của quốc gia. Vì vậy, mong rằng các cử tri của tỉnh Thanh Hóa nói chung và cử tri của 5 huyện, thị xã tham gia bầu cử đầy đủ, thể hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tin tưởng bằng những tình cảm trách nhiệm của cử tri, cấp ủy chính quyền tỉnh Thanh Hóa sẽ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Ngày 13 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh do Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng tiểu ban Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Nghi Sơn. Tiếp và làm việc với đoàn về phía thị xã
có các đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, đồng chí Trương Bá Duyên, phó bí thư thường trực thị ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư thị ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã cùng các đồng chí trong ban thường vụ thị ủy. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe đồng chí Trương Bá Duyên, phó bí thư thường trực thị ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã báo cáo tóm tắt tình hình triển khai công tác bầu cử tại thị xã. Theo đó, thị xã Nghi Sơn có 70 người chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, được bầu 40 đại biểu, 1.178 người ứng cử Hội đồng nhân dân các xã phường, được bầu 712 đại biểu. Thị xã đã thành lập 228 đơn vị bầu cử, 235 khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách 171.678 cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã phường và khu vực bỏ phiếu. Bên cạnh đó, thị xã đã tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung giải quyết xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc nổi cộm phức tạp về an ninh trật tự, đồng thời triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử, tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại điểm bầu cử, khu vực bỏ phiếu. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh, đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành của thị xã Nghi Sơn. Đặc biệt, trong thời điểm cả nước vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế và đảm bảo các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử thị xã Nghi Sơn tiếp tục bám sát các chỉ đạo của cấp trên để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật. Tập trung nắm chắc tình hình để kiềm chế, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Nắm chắc tình hình, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ổn định đời sống của công nhân tại các khu công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn, làm tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức để cử tri và nhân dân nắm rõ về các quy định của pháp luật về bầu cử. Riêng về công tác đảm bảo an ninh trật tự, thị xã Nghi Sơn chủ động tham mưu, triển khai thực hiện tốt các nội dung trong đợt cao điểm bảo vệ bầu cử. Công an tỉnh sẽ tăng cường thêm cán bộ chiến sĩ cùng với lực lượng công an cơ sở đảm bảo tốt an ninh trật tự tại thị xã. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo thị xã Nghi Sơn cũng đã trực tiếp đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự, y tế, cơ sở vật chất, phục vụ bầu cử tại tổ dân phố Đại Quang, phường Hải Lĩnh. Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày từ 12 đến ngày 13 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã phối hợp với Ủy ban Bầu cử thị xã tổ chức hội nghị trực tuyến để tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban Nhân dân thị xã đến các xã phường. Ứng cử viên đơn vị bầu cử số 5 gồm các ông bà Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; Bùi Tuấn Tự, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; Mai Xuân Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Nhân; Lê Thị Hải, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị ủy Nghi Sơn; Lê Văn Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Hội Cựu chiến binh thị xã Nghi Sơn; Hà Văn Nguyện, công chức kế toán xã Hải Nhân; Nguyễn Thị Sen, giáo viên trường tiểu học Xuân Lâm. Tại buổi tiếp xúc, cử tri của ba xã phường Hải Nhân, Hải Yến và Nguyên Bình đã được nghe tiểu sử quá trình công tác của 7 ứng cử viên. Trong chương trình hành động trình bày trước cử tri, bà Lê Thị Kim Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy cùng các ứng cử viên đều bày tỏ nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân, trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân, nguyện sẽ đem hết sức mình để thực hiện trách nhiệm cao cả của người đại biểu nhân dân, tôn trọng đề cao quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của nhân dân, phản ánh kịp thời các kiến nghị của cử tri và nhân dân đến với Hội đồng nhân dân và các cơ quan chức năng để giải quyết những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Cử tri của ba xã phường đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ với những nội dung mà các ứng cử viên đề cập trong chương trình hành động, đồng thời mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, đơn vị bầu cử số 5 luôn bám sát và thực hiện đúng chương trình hành động của mình, thường xuyên gần gũi, trao đổi, gặp gỡ là cầu nối để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri ba xã phường để có các giải pháp giải quyết kịp thời, nhất là giải quyết việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.
thay mặt các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân thị xã đơn vị bầu cử số 5, bà Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã, đã cảm ơn các ý kiến đóng góp chân thành, thẳng thắn, gửi chọn tình cảm và niềm tin của cử tri dành cho các ứng cử viên. Đây là động lực thúc đẩy mỗi ứng cử viên thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, dù ở bất cứ cương vị nào. Nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, tôi và các ứng cử viên sẽ luôn gương mẫu, phát huy tinh thần trách nhiệm cao của người đại biểu Hội đồng Nhân dân, thường xuyên gắn bó với cử tri và nhân dân, lắng nghe nhân dân, giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, cam kết thực hiện và tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động của mình để triển khai thực hiện có hiệu quả, thực sự xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Đồng thời, mong muốn cử tri tiếp tục giám sát để mỗi cán bộ nói chung và cá nhân tôi nói riêng tiếp tục hoàn thiện mình tốt hơn để phục vụ nhân dân, đáp ứng nguyện vọng, mong muốn chính đáng của cử tri và nhân dân, đúng như lời Bác Hồ từng căn dặn: việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 7 gồm các ông bà Lê Văn Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Nghi Sơn; Thượng tá Phạm Ngọc Nhân, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã; Trần Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Bình; Nguyễn Đức Nghĩa, chuyên viên Thanh tra Ủy ban Nhân dân thị xã; Lê Thị Trang, giáo viên trường tiểu học Xuân Lâm; Nguyễn Thị Huệ, giáo viên trường trung học cơ sở Trúc Lâm; Đỗ Thị Tuyết, công chức địa chính phường Hải Bình. Sự hội nghị tiếp xúc có đại diện lãnh đạo các ban của thị ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị có người ứng cử và cử tri tại điểm cầu 4 phường Xuân Lâm, Trúc Lâm, Hải Bình, Tĩnh Hải. Cử tri 4 phường được nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã thông qua tiểu sử và quá trình công tác của 7 ứng cử viên. Trình bày chương trình hành động của mình với cử tri, các ứng cử viên nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng Nhân dân. Nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, các ứng cử viên sẽ phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng Nhân dân, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, các vấn đề mà nhân dân thực sự quan tâm để làm cầu nối, gửi tới Hội đồng Nhân dân thị xã xem xét, giải quyết. Cử tri tại điểm cầu 4 phường Xuân Lâm, Trúc Lâm, Hải Bình và Tĩnh Hải khẳng định các ứng cử viên đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, đồng thời đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, tin tưởng và kỳ vọng các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc đơn vị bầu cử số 7. Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 7, ông Lê Văn Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự tin tưởng ủng hộ của cử tri dành cho các ứng cử viên, đồng thời hứa sẽ nỗ lực làm việc, hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của thị xã Nghi Sơn. Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 20, đơn vị bầu cử số 4, gồm các ông bà Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã; Mai Sĩ Bình, Thị ủy viên, Chánh Văn phòng Thị ủy Nghi Sơn; Phạm Thị Quyên, Cán bộ đội tổng hợp Công an thị xã Nghi Sơn; Lê Đăng Thương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Định Hải; Trần Thế Hải, Bí thư Đoàn xã Định Hải; Nguyễn Thị Phương, Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố Hồng Phong, phường Hải Lĩnh; Lương Thị Hằng, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh phường Ninh Hải. Sự hội nghị có ông Trương Bá Xuyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị có người ứng cử cùng cử tri tại điểm cầu 3 xã phường Hải Lĩnh, Định Hải và Ninh Hải. Tại buổi tiếp xúc cử tri, được nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã giới thiệu tóm tắt tiểu sử,
quá trình công tác của 7 ứng cử viên. Tiếp đó, từng ứng cử viên trình bày với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Các ứng cử viên đều bày tỏ mong muốn được cử tri tin tưởng ủng hộ và nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã sẽ đem hết năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng Nhân dân, tăng cường sâu sát với cơ sở để cập nhật thường xuyên đầy đủ kịp thời các kiến nghị của cử tri, phản ánh trung thực, có trách nhiệm tại diễn đàn Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 20 nhằm giải quyết quyền và lợi ích chính đáng của cử tri và nhân dân. Cử tri ba xã phường Hải Lĩnh, Định Hải, Ninh Hải khẳng định các ứng cử viên đều đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn của người đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, có đầy đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm và phẩm chất đạo đức. Cử tri mong muốn các ứng cử viên được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã sẽ phát huy trí tuệ, tài năng, tâm huyết, thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động đã đề ra, có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, là cầu nối thể hiện ý chí và nguyện vọng của cử tri. Thay mặt các ứng cử viên, đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, đơn vị bầu cử số 4, ông Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, tiếp thu các ý kiến của cử tri tại các điểm cầu để phản ánh tới các cấp có thẩm quyền giải quyết trong thời gian tới. Cam kết với cử tri, trên từng cương vị công tác, các ứng cử viên sẽ làm việc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu vì quyền và lợi ích của nhân dân. Ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông bà Trịnh Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã; Dương Thị Hằng, Thị ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị xã; Đại Đức Thích Tâm Hiện, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo thị xã; Lê Đình Phương, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Ninh; Lã Thành Hà, công chức, chuyên viên phòng quản lý đô thị thị xã; Mai Văn Phong, đội phó đội điều tra tổng hợp công an thị xã; Lê Ngọc Hòa, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hải Ninh. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có người ứng cử và cử tri ba phường tại các điểm cầu. Tại buổi tiếp xúc cử tri ba phường Tân Sơn, Hải Ninh, Hải An đã được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 7 ứng cử viên và nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã thuộc đơn vị bầu cử số 2, nhấn mạnh nếu trúng cử sẽ phát huy vai trò trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, gần dân, sát dân, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh tới các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thị xã. Trong không khí dân chủ, cử tri ba phường bày tỏ sự tin tưởng nhất trí cao với chương trình hành động của từng ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, đồng thời mong muốn các ứng cử viên trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã thực hiện đúng chương trình hành động đã cam kết thực hiện, nói đi đôi với làm, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã tại đơn vị bầu cử số 2, ông Trịnh Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an thị xã, đã trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự kỳ vọng của cử tri dành cho các ứng cử viên, đồng thời mong cử tri sáng suốt lựa chọn đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20, đơn vị bầu cử số 8, gồm các ông bà Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hải Thượng; Nguyễn Thị Thu Trang, Thị ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên thị xã; Lê Thị Thanh Hằng, chuyên viên Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã; Nguyễn Ngọc Thương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Sơn; Trần Thị Sơn, công chức Văn phòng Thống kê xã Nghi Sơn; Trần Xuân Quang, Phó Bí thư Đoàn xã Nghi Sơn; Lương Thị Xuân, công chức địa chính phường Hải Thượng. Trong chương trình hành động trình bày trước cử tri, các ứng cử viên đều bày tỏ nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, niềm vinh dự, tự hào được tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Các ứng cử viên khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng, dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến và phản ánh của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Cử tri phường Hải Thượng, xã Hải Hà và xã Nghi Sơn
thống nhất cao chương trình hành động của các ứng cử viên, mong muốn các ứng cử viên phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đại biểu dân cử, phản ánh tới diễn đàn Hội đồng Nhân dân thị xã những vấn đề cử tri đang quan tâm để xem xét giải quyết, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của nhân dân. Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 8, ông Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Phường Hải Thượng, cảm ơn và ghi nhận những ý kiến của các cử tri dành cho 7 ứng cử viên. Trên cương vị công tác, các ứng cử viên sẽ nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã Nghi Sơn và các xã phường thuộc đơn vị bầu cử số 8. Cháu trai 13 tuổi ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, lạc đường đến phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn, vừa được công an thị xã Nghi Sơn tổ chức xác minh và bàn giao cho người thân. Trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2021, công an thị xã Nghi Sơn nhận được thông tin từ nhân dân tại phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn, có một cháu trai đi xe đạp điện, giọng nói Nghệ An, bị lạc đường. Trên người cháu không có giấy tờ tùy thân. Sau khi nhận được tin báo, công an thị xã Nghi Sơn đã đưa cháu về đơn vị chăm sóc và xác minh, thì được biết cháu tên là Trần Viết Đức, sinh năm 2008. Con anh Trần Văn Phong, thường trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, và đã liên lạc với người thân. Đến 23 giờ, ngày 11 tháng 5 năm 2021, công an thị xã Nghi Sơn đã bàn giao cháu Trần Viết Đức cho người thân. Với đặc thù là địa phương vùng biển, vì vậy, để giúp cử tri nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của mình, hăng hái tham gia đi bầu cử, cấp ủy chính quyền phường Tân Dân đã và đang đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền về bầu cử. Nếu như trước đây, mỗi chương trình truyền thanh đài phường Tân Dân hàng ngày có thời lượng từ 15 phút, thì những tháng gần đây đã tăng thời lượng truyền thanh lên 30 đến 40 phút, phát ngày 2 lần, sáng và chiều. Chủ yếu tuyên truyền các nội dung liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23 tháng 5 sắp tới, và thông báo tới cử tri trong phường danh sách cũng như tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Tôi là cử tri của tổ dân phố Hồ Thịnh, thường xuyên được đến nhà văn hóa tổ dân phố được tuyên truyền danh sách cử tri, tiểu sử các ứng cử viên để chúng tôi xem xét và lựa chọn những người đủ đức tài để ra ứng cử nhiệm kỳ này. Phường Tân Dân có 4.676 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 6 khu vực bỏ phiếu, tại 6 nhà văn hóa tổ dân phố. Các khu vực bỏ phiếu được Ủy ban Nhân dân phường và tổ dân phố đã chuẩn bị cho ngày bầu cử theo đúng quy định. Bên cạnh tích cực tuyên truyền về bầu cử qua hệ thống truyền thanh, lồng ghép qua các cuộc họp, phường Tân Dân cũng tích cực tuyên truyền trực quan sinh động qua băng rôn khẩu hiệu và các cụm pano lớn có nội dung tuyên truyền bầu cử tại các trục đường chính trong phường và khu vực bỏ phiếu, phát động nhân dân ra quân làm vệ sinh môi trường, treo cờ đảng, cờ tổ quốc, tạo không khí vui tươi phấn khởi trước ngày hội toàn dân 23 tháng 5 sắp tới. Trong thời gian tới thì tiếp tục chỉ đạo các tổ dân phố là thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của dân phố, trang trí rồi làm vệ sinh môi trường sạch đẹp từ nay đến sau ngày bầu cử sạch đẹp. Đồng thời là tăng cường công tác tuyên truyền của hệ thống truyền thanh phường ngày 3 lần thông qua cái lý lịch tiểu sử của từng ứng cử viên 4 cấp. Đồng thời là tuyên truyền ngày bầu cử để nhân dân sắp xếp thời gian tham gia bầu cử đạt kết quả cao nhất. Xác định tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thời gian qua, phường Xuân Lâm đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đến nhân dân. Để người dân hiểu rõ, bầu cử không chỉ là ngày hội toàn dân, mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân khi lựa chọn ra những ứng cử viên có đủ đức, đủ tài để đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương.
Bên cạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, tiểu ban tuyên truyền phường đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan với gần 40 pano áp phích, băng rôn khẩu hiệu tại Ủy ban nhân dân phường, các tổ dân phố, tại các trục đường giao thông chính. Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử phường Xuân Lâm cũng đã chỉ đạo các tổ dân phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết, hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ và con dấu tại 5 điểm bỏ phiếu, bố trí lực lượng thường trực tại các khu vực bỏ phiếu, hướng dẫn người dân tìm hiểu danh sách niêm yết cử tri và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử. Trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, vừa đảm bảo đúng luật quy định, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Thì đối với phường Xuân Lâm thì trên tinh thần công văn chỉ đạo của thị xã thì Ủy ban bầu cử, Ủy ban phường Xuân Lâm cũng đã chuẩn bị các điều kiện về cái công tác phòng chống dịch. Cái thứ nhất là xây dựng cái kế hoạch đầy đủ, chi tiết, cụ thể, tỉ mỉ và họp triển khai thống nhất quan điểm với lại các tổ dân phố, rồi các đơn vị bầu cử, các tổ bầu cử thì để làm sao cho đến ngày 23 thực hiện cuộc bầu cử hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra. Hải Hà là xã ven biển, nghề nghiệp chính của người dân là khai thác thủy hải sản. Để đảm bảo cho 4.679 cử tri sắp xếp công việc, thời gian thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân tham gia đi bầu cử đầy đủ vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử xã Hải Hà luôn chú trọng tới công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hệ thống truyền thanh xã và thôn phát hàng ngày vào khung giờ sáng và chiều với thời lượng 30 phút trên một buổi, tuyên truyền kịp thời các nội dung về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, quyền và nghĩa vụ của công dân tham gia bầu cử, danh sách và tiểu sử của các ứng cử viên, tạo thuận lợi cho cử tri nắm bắt và lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri. Hiện nay, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn khẩu hiệu được treo trên các trục đường chính, các khu vực dân cư, góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Đồng thời, lồng các nội dung tuyên truyền về bầu cử qua các hội nghị sinh hoạt thôn. Ban công tác mặt trận phối hợp với Ban quản lý thôn Hà Đông đã thực sự là ra soát danh sách cử tri, đặc biệt cái điều kiện của Hà Đông là có những số cử tri và công dân đi làm ăn ở xa, lúc về rồi lúc vắng, cho nên là cái này đã triển khai đến các cái thành viên của tổ bầu cử để kịp thời ra soát và làm thế nào đảm bảo cho cái quyền lợi của cử tri trong cái ngày bầu cử. Từ nay đến ngày bầu cử, Ban chỉ đạo Ủy ban bầu cử xã Hải Hà tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó tập trung tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo cho cử tri tham gia đi bầu cử và đảm bảo công tác phòng chống dịch để cuộc bầu cử diễn ra an toàn và thành công. Ở trong thời gian tới thì xác định Ủy ban bầu cử xã Hải Hà xác định rằng là có nhiều nhiệm vụ trọng tâm, nhưng mà trong đó thì có cái nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất là chúng ta phải đảm bảo được công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, và cái thứ hai nữa là phải đảm bảo cái phòng chống dịch trong công tác bầu cử. Song song đó thì Ủy ban bầu cử đã lãnh đạo chỉ đạo các thành viên Ủy ban bầu cử cũng như là các tổ chức đoàn thể tăng cường cái công tác tuyên truyền nắm bắt về cái tư tưởng của hội viên, đoàn viên và cử tri trên địa bàn toàn xã, đồng thời là tăng cường cái công tác là tuyên truyền về cái việc phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Song song đó thì chúng tôi tiếp tục là chỉ đạo các phòng bầu cử là phải phun khử diệt trùng để phòng chống dịch, đảm bảo làm sao để cho cuộc bầu cử được thành công tốt đẹp. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.